Chào các bạn nha. Theo mình biết thì có rất nhiều người bị cái tình trạng này. Đó là những cái vòi nước bạn, nó chảy rất là yếu. Đây, bạn thấy nước nó chảy không? Chảy mức thế này á, mà mình sử dụng thì rất là khó chịu. Do vậy có rất nhiều người muốn làm sao tăng áp lực nước, là nước nó chảy mạnh lên mà không cần sử dụng tới máy bơm. Thì trên mạng có rất nhiều cái chia sẻ những biện pháp mà không cần dùng máy bơm để tăng áp. Thì hôm nay mình sẽ làm lại và chứng minh cho các bạn xem nha, cái cách nào nó hiệu quả, còn cách nào không nha các bạn. Ok. Rồi, các bạn thấy nhá, mở hết vòi nước luôn nè. Nha. Mà nước nó chảy đang rất yếu nè. Rồi, để tăng áp lên á thì nó cũng không có gì khó khăn. Các bạn sẽ làm theo kiểu này nhá. Để mình khóa nước lại. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một đoạn ống 42 dài khoảng tầm 70 phân. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 70 phân. Một cái nắp bịt 42, một cái 42 giảm 21 hoặc giảm 27 nhá. Một cái T 21. Còn hai cái phần này là tùy nhá. Đây nối răng trong, nối răng ngoài. Rất đơn giản ha, bịt nó lại. Rồi cái phần này các bạn bịt luôn. À, như vậy là xong nhé. Bây giờ mình sẽ gắn vào. Ok. Bây giờ sẽ gắn cái phần này vào thôi. Đó, cho nó đứng lên trên nhé, đứng thẳng lên. Còn đây là mình sẽ gắn cái này vào. Ok. Rồi, như vậy là xong nhé. Bây giờ mình sẽ test cho bạn xem. Rồi, mở nước nha. Rồi, các bạn thấy không? Nước cực kỳ mạnh. So với lúc đầu các bạn thấy không? Chảy rất là yếu. Còn bây giờ sau khi gắn cái này vào, nước nó tăng lên rất mạnh. Bởi vì á, nước nó dồn đây, nó tạo lực nén hơi và nó ép nước ra mạnh hơn. Đó. Vậy cái này liệu có tác dụng tăng áp suất hay không? Thì mình xin trả lời với các bạn luôn nha. Cái này hoàn toàn là xạo nha các bạn, không hề có thật. Cái này nó không có tác dụng tăng áp, cho nên mọi người đừng có làm theo. Rất là tốn tiền. Những người làm video mà chia sẻ cái này á, chủ yếu người ta câu view, kiếm tiền. Còn thực ra cái này không có tác dụng. Cái ống này này nó chỉ có tác dụng khi mà đường ống các bạn dài, áp suất mạnh, các bạn gắn cái này vào. Thì khi mà các bạn đóng ngắt cái van này đột ngột á, cái thủy kích hoặc là búa nước nó sẽ giảm. Do cái này trong này có hơi, nó giảm xuống. Và nó giảm cái nguy cơ vỡ đường ống thôi. Còn tăng áp thì không hề có tác dụng nha các bạn. Cho nên các bạn đừng làm theo những người mà chia sẻ những video này là ba xào hết. Câu view thôi. Lý do tại sao thì các bạn xem nhé. Lúc mà cho nước yếu, người ta khóa nước lại, khóa cái vòi nước cho nó nhỏ lại để nước yếu. Hoặc là cho tơ bơm nửa bồn thôi, hoặc là gần hết nước thì nước rất yếu. Còn khi mà ta gắn này vào, ta bơm đầy nước lên hoặc mở khóa to ra thì nước lúc đó nó mạnh. Chỉ vậy thôi. Rất nhiều người bị lừa. Thì mong các bạn khi xem video cũng phải suy nghĩ một xíu, chứ không lại bị lừa và tốn tiền oan. Bây giờ mình đã khóa lại nha. Các bạn xem nó còn mạnh nữa hay không. Đây. Còn mạnh hay không? Yếu xìu nữa thấy chưa? Đấy. Đây là bùa phép nha các bạn. Các bạn đừng có tin, đừng có làm theo. Rồi, các bạn thấy clip hay thì một like và chia sẻ để mọi người cũng biết nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.